Bắt đầu từ khoảng 16 giờ ngày 31 tháng 8, khắp các ngã đường, đặc biệt các trục đường hướng về bến xe, cửa ngõ Hà Nội, lượng người và phương tiện tăng đột biến. Tình trạng ùn tắc cục bộ xảy ra tại nhiều điểm. Ghi nhận của phóng viên báo động, ngoài sự đông đúc, tình trạng xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ đón khách dọc đường gây ùn tắc xuất hiện trên nhiều tuyến đường. Nhiều người dân cũng bất chấp nguy hiểm băng qua lối tắt để vào bến đón xe cho kịp giờ. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại bến xe Giáp Bát. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 nên số lượng người dân đổ về đây để bắt xe về quê và đi du lịch khá đông. Thậm chí nhiều người còn bất chấp nguy hiểm băng qua lối tắt để vào bến chờ kịp giờ. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hiện hướng Nguyễn Xiển đi Linh Đàm đang xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, lượng phương tiện đổ về ngày càng tăng cao. Đặc biệt tại các vị trí rào chắn thi công nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Theo ghi nhận của chúng tôi thì có khá nhiều xe khách, xe hợp đồng dừng đổ đón trả khách là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc trên trục đường Nguyễn Xiển, đặc biệt khu vực đi qua ngã tư Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển. Bên trong con đường mới được mở rộng bên dưới vành đai 3 trên cao, các phương tiện di chuyển cũng khá khó khăn. Dự kiến trong những giờ tiếp theo, lượng người phương tiện đi qua trục đường này sẽ còn tăng. Người dân cần chú ý theo dõi các thông tin, cập nhật tình hình giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để có kế hoạch di chuyển phù hợp. Ghi nhận của phóng viên báo động tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách đổ về cũng tăng đột biến. Trao đổi với phóng viên, đại diện bến xe Mỹ Đình khẳng định không có hiện tượng tăng giá. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại bến xe Mỹ Đình. Theo ghi nhận của lao động vào chiều ngày 31 tháng 8, lượng người dân về quê dịp lễ mùng 2 tháng 9 khá đông. Nhiều người phải đến bến xe từ rất sớm so với giờ khởi hành vì sợ cảnh chen lấn. Tại nhà chờ của bến xe, đông đảo người dân từ các tỉnh thành đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Nội đợi chuyến xe đưa mình về quê khởi hành. Biết được ngày lễ dễ xảy ra tình trạng tắc đường, vì thế chị Bùi Thị Loan, quê Thái Bình phải có mặt trước giờ khởi hành từ rất sớm. Bởi vì là nó là ngày lễ nên là tôi cũng muốn là chủ động để đi sớm, và nhà xe người ta cũng yêu cầu là phải có sớm, có mặt sớm để lên xe không sợ là đông. Là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội, bạn Ngọc Diệp quê Bắc Ninh chia sẻ, so với mọi năm thì dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay có rất đông người về quê, trên nhiều tuyến đường đi đến bến xe gặp tình trạng ùn tắc. Trên cái đường mà em đến bến xe ấy, thì em thấy là rất là đông người về và tắc đường rất là nhiều. Trao đổi với lao động, ông Doãn Anh Pháp, phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, hiện tại thì lượng khách có nhu cầu về quê tại bến xe khá đông. Đến thời điểm hiện tại, bến xe vẫn đảm bảo được các tiêu chí cho khách hàng như giá vé, phương tiện phục vụ khách và an ninh tại bến. Vẫn trong cái theo nhận định thì lượng khách cũng chưa tăng cao. Từ nay cho đến mai thì bến cũng đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp vận tải tăng cường các phương tiện đảm bảo phục vụ tốt nhất cho hành khách đi lại trên bến. Đến thời điểm này thì tại bến xe Mỹ Đình thì các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên bến, tại bến thì cũng chưa có đơn vị nào nộp hồ sơ xin tăng giá vé, vẫn giữ cái giá vé theo cái đăng ký của các đơn vị vận tải với cơ quan quản lý nhà nước trước đây. Để đảm bảo an toàn cho hành khách qua bến đi xe thì trước kỳ phục vụ thì bến cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý điều hành. Với nhiều người dân, dịp lễ mùng 2 tháng 9 là khoảng thời gian họ có thể về thăm gia đình, quây quần bên bữa cơm đầy ắp tình thương sau một thời gian học tập, làm việc ở một nơi xa nhà.